Vâng, xin cảm ơn tiết mục vô cùng tuyệt vời của câu lạc bộ dân vũ xã Đông La trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị trân trọng và thân mến, ngay khoảnh khắc này trong buổi tối ngày hôm nay, ban tổ chức đang được đón nhận rất nhiều những tình cảm vô cùng cao quý của toàn thể quý vị khách quý. Quý khách mời cùng toàn thể nhân dân, chúng ta đã cùng bớt chút thời gian và công việc của mình, cùng trở về không gian vô cùng tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay để cùng...